làm việc thì làm cả năm, còn nghỉ hè chỉ có 3 tháng thôi. Mùa hè mà không đi biển là mày đang chống lại mẹ thiên nhiên đấy. To doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul. You can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, the fire away. But I'm a heavyweight. To the ground, what goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away. But I'm here to stay, no, you can't get to me. And there is no barricade. Anh chơi tới cái lông chân cuối cùng luôn. Đội của anh không chỉ không những là khô máu mà bất chấp mọi mục tiêu. Tuyệt vời. To the ground, what goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you want to say, take it all away. But I'm here to stay, you can get to me. And there is no barricade that I can't move. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. Một cái từ trước đến nay vẫn giữ một cái tôn chỉ của công ty, đó là Tâm Thành. Vẫn cái tên Tâm Thành đấy, và mọi cái nó xuất phát từ cái tên, và chúng ta vẫn định hướng là từ cái chữ tâm đầu tiên. Chúng tôi rất muốn là có một cái doanh nghiệp nó thực sự nó lớn, nó tầm cỡ ở Việt Nam, và xuất phát từ những con người Bắc Giang đi ra, thì chúng ta có những cái khoảng cái thời gian vui hết mình, chơi hết mình, và thậm chí bản hàng như hôm nay chúng ta bốc là buổi sáng nay chúng ta cũng cho tạm ngừng hết để chúng ta vui chơi trước đã, rồi bao giờ chúng ta quay trở lại công việc chúng ta lại bắt đầu chiến đấu một cách hết mình như vừa rồi. Rất cảm ơn các bạn đã có mặt trong buổi hôm nay. Chúc cho các bạn có một buổi tối thực sự vui vẻ, thực sự hết mình.
và thực sự chúng ta thoải mái với nhau. Cảm ơn cả nhà. 1, 2, 3 Tân thành lớn mạnh. Rồi. Và đây là quốc ca đầu tiên của Tân Thành Lớn Mạnh của chúng ta. Dù đường xa đầy khó khăn, gian nan không bao giờ mờ nhạt, Tân Thành chúng ta đôi bờ.